kia thì vui hơn là cá nhân, là chị nào bọn váy ngắn nhất thì lát nữa mấy chị nào bọn váy á chạy lên đây đứng đây để mình nhìn coi ai ngắn nhất, rồi chị nào bọn váy dài nhất thì chúng ta mình giải tức là 4 giải tất cả. Và sẽ có một giải khuyến khích là cặp đôi nào mặc giống nhau nhất, một bài trùng thì chị nào cũng tặng thêm một món quà đó nữa. Và bây giờ trước khi mà chúng ta bắt đầu thì bây giờ Tí Nà còn có một ý này nữa nè, Việt Nam chúng ta chơi Tết rất thánh thiêng đúng không chị, cho nên vẫn còn Tết, cho nên Tí Nà vẫn tổ chức những về xuân. Là Tí Nà mấy anh chị đã biết rồi, nước Việt Nam chúng ta mặc dầu rất là nhỏ bé nhưng mà có 3 miền đầy đủ Bắc Trung Nam, và 3 miền 3 phong tục khác nhau. Nhiều lúc mình nói nhiều điều mình nói không hiểu á, nhiều lúc phải phiên dịch nữa đó anh chị, rất là phức tạp, cho nên văn hóa rất là đa dạng, mỗi miền có một cái nét đặc trưng của miền đó. Và bây giờ Tí Nà sẽ đưa các anh chị về ra miền Bắc trước, tức là tuần tới Tí Nà sẽ tổ chức món ăn đặc sản của miền Bắc, và lúc đó xin mời tất cả các anh chị cố gắng theo lời ủng hộ của Tí Nà cho nó vui, giống như bữa nay này. Tí Nà rất cảm ơn những anh chị nào đã tham gia lời kêu gọi của Tí Nà để chúng ta làm cho lớp chúng ta có những cái nét mới mẻ cho nó vui, chúng ta có quần áo mà dư sức để chúng ta mặc để biểu diễn chơi cho nó vui thôi, chứ đừng có nghĩ rằng là muốn tắm hay không tắm đó là chuyện bình thường. Và cho nên chúng ta thứ nhất là chúng ta vào ra miền Bắc thì yêu cầu với anh chị nha, anh chị nào có áo tứ thông thì chúng ta mặc, rồi anh nào mà có áo the khăn đóng thì chúng ta mặc, và Tí Nà cũng sẽ có giải thưởng đó nha. Và mấy anh chị nói như thế này nè, áo tứ thông rất là dễ, mấy anh chị còn có quần áo dài, còn có quần áo dài đó phải không? Không, mấy anh chị có cái váy dài dài rồi mấy anh chị mặc áo bà ba cột lại nó cũng trở thành áo tứ thông đó, và trên đội một cái khăn không, không còn khăn đóng rùng mãi đó đâu, ra chợ tôi mua cái 5-7 đồng cái đội luôn cái, tới đây mình vừa chơi cho nó vui, mà nếu có giải để làm kỷ niệm thì cũng càng hay phải không anh chị. Và sau khi miền bây giờ em muốn miền Bắc nha mấy anh chị, em sẽ đưa ra 3 món thức ăn, mấy anh chị chọn món nào thế này sẽ làm, mà đó là đặc biệt cho miền Bắc, bún rêu, thứ nhất là bún rêu hoặc là bún thang hoặc là bún mặn, chúng ta chọn một trong 3 món đó thì Nà sẽ nấu trong cái tuần tuần tới. Nhưng mà cái nào thấy như thế này nè, bún rêu đầu năm mà mình ăn bún rêu nó liêu xiêu sao không, rồi nếu mà bún thang đầu năm mà than thở sao được, còn nếu bún mọc thì trời ơi đơn giản quá thì nghèo sao, thì giải món này. Nhưng đó là chúng ta nghĩ có một điều thôi, tại sao chúng ta không muốn chuyển nó thành niềm vui, ví dụ như là bún mọc là làm cho con người chúng ta trở nên mộc mạc, tâm hồn chúng ta sẽ bình an đơn giản với anh chị. Và nếu là bún than, tại sao chúng ta không nghĩ rằng cái than đó là bước than danh vọng, giúp cho chúng ta đạt được nhiều thắng lợi trong mọi mặt, tiền tài danh vọng tình duyên vâng. Và bún rêu nếu chúng ta nói là rêu xêu, nhưng mà anh chị nhớ nè, những hang đá động thường có nước chảy róc rách tạo thành những mảnh rêu xanh rất là tuyệt vời, cũng giống như là hang động của từ thức mà từ thức đã lạc vào hang động để tạo nên những chuyện tình rất là nên thơ phải không anh chị. Như vậy bây giờ tóm lại các chị chọn loại bún nào? Bún rêu nha, em biết thấy là tổng bún rêu à, món đó em hơi cực khổ nhưng mà em cũng thích nấu bún rêu ăn vừa tiêu mỡ nữa nè, rất tốt cho sức khỏe của các anh chị trong những ngày xuân, anh chị ăn những thức ăn mỡ dầu rất là nhiều. Bây giờ Tí Nà sẽ nấu bún rêu, và ngoài ra nó còn có những món khác nữa chứ phải đặc biệt bún rêu, nhưng mà món bún rêu là chủ yếu. Rồi bây giờ chúng ta vào cuộc thi nha. Và em sau khi tìm hiểu thì em biết nói nhỏ chứ ai nghe được, khát nước cũng chết luôn, nhạc sĩ này chơi thế này. Và bây giờ sau khi tìm hiểu những cặp marriage
thì em biết được là anh Tầm và chị Chiêu đã Mary, đúng ra là chị Hoàng với chị Ngọc và chị Mai đó, nhưng mà anh bận việc nhà gọi người gấp cho nên là không có tham gia được. Thì chúng ta ưu tiên những anh chị nào có mặt ở đây. Thì đó là anh Tầm và chị Chiêu là Mary lâu nhất 46 năm. Xin mời anh chị bên đây giùm ạ. Mấy chị vỗ tay đi chứ chị. Mấy chị nên nhớ nè, tình yêu là cái chi chi, có khi đi cả cuộc đời mà mình không gặp được người mình yêu. Có khi chỉ một, có khi chỉ một buổi chiều mà mình đã gặp mình yêu bấy trừ, phải không anh? Và bây giờ cặp là giải thứ nhất về Merit, là giải thứ nhì là cặp đôi nào mới quen biết, mới gặp nhau mới nhất trong thời gian này. Đố anh chị là ai ạ? Đó, thấy chưa, nổi tiếng dễ sợ. Xin mời anh chị Janet và anh Hải. Đúng hay quá, chúng ta được sinh nhật cả một kỷ niệm luôn đó. Mấy anh chị nhớ chụp hình nha. Mời anh chị đứng qua bên này. Mở đèn tiếng. Và bây giờ cái này mới là hấp dẫn. Xin mời những cô, những chị, những nàng nào mặc áo đầm xin đứng lên đây cho tụi em ngắm một tí cặp trò ai chân dài nhất thế nè. Nếu mà không có lên là mất giải đó nha, đỡ người nào mặc dài hơn mình mà vẫn được giải đó nha. Lên đi mấy chị, cái này là chúng ta chơi cho vui thôi mà, có gì đâu mất cờ. Nhanh lên chị, có đi. Chị nào mặc cái đầm cứ lên đi, trời ơi lâu lâu khoe được chân dài. Em muốn quen em được chân ngắn của em phải mặc nó dài. Dạ, áo đầm nào mà ngắn nhất, cứ áo đầm này đi lên nó chợ mà nó lắc lưng. Đúng rồi, cứ kéo lên chân nào ngắn, chân nào dài đó. Rồi, bây giờ còn bỏ anh chị nào nữa không, còn có ngắn nữa không à? Không lên thì không có cái nhịn đó nhé. Chị, đó, bỏ cái dài hả? Ồ, như vậy bây giờ thôi, bây giờ mấy chị nhìn đi. Dài nhất là người đã thắng à? Ôi trời ơi, cái con này dài nhất là người đã thắng. Đúng rồi. Cô này nè chị, cô nào? Ai dài nhất đâu? Năm nay nhất, em đang nhìn nhất nhất mà. Nhìn nhất là bông đen nè mấy chị. Đây, cảm ơn thầy. Rồi, xin mời các chị về chỗ. Bây giờ cái bê áo đầm dài nhất. Áo đầm dài nhất đâu? Rồi chị, áo đầm dài nhất rồi, còn chị nào nữa không à? Rồi, từ từ tiến lên. Chị nào mới tới vẫn tham dự được, mới lên cho chị không sao đâu. Mình lên cho vui mà. Mình lùng hơn. Chị gì mới bao, không tham dự hả? Nguyễn, đến. Như vậy bây giờ mấy anh chị nè, nhìn biết liền giờ chân ai ngắn nhất là váy nó dài nhất. Đúng không? Mình bận ngắn thì mới thấy chân mình. Còn dài thì không thấy chân mình, gọi là chân ngắn. Ai? Em trong ban tổ chức em không tham dự. Đợi giờ cho ai đó chị? Chị Liên phải không? Như vậy là chị Liên. Rồi. Rồi mời chị Liên là giải rồi rồi đã không rồi, đúng rồi. Đi sang năm nha. Đứng trên đó mấy. Rồi bây giờ để tôi nào trao quà xong chúng ta chụp hình lưu niệm nhé. Và sau đó xin mời tất cả các chị chúng ta cùng lên mua một quà nữa đặc biệt gì đó. Hả? Chị Trâm có một giải à? Có một giải thì cặp kia cũng có. Dần dần sao á? Thôi bây giờ như thế này, món quà đó chia đôi, ok? Chia đôi, theo năm đó. Rồi bây giờ ông nhận cái món quà chứ. Thường quay dùm cho chị yeah. Rồi bây giờ giải nhất mấy chị nhớ vỗ tay nha. Cho Mê cặp Mê rất yêu nhau dài lâu nhất. Và giải mờ mới quen nhau nhưng mà cũng tình thân sẽ lâu dài nhé. Rồi và người đẹp sẽ
của lớp Tina hôm nay đó là Bonnie. Và người đẹp dịu dàng nhất, kính đáo nhất đó là người đẹp Ngọc Liên. Rồi bây giờ còn cái giải này, giải này em nói là cặp đôi mặc đồ trùng nhau mà giờ tới hai cặp. Đừng mở ra. Mở nhỏ nhưng mà tình nó lớn lắm. Ô chị ăn cho chứ nhiều thiếu đường á. Giờ Tina đứng cái giữa, Tina ta lên tí. Tina đứng giữa. Tina đứng giữa. Tina đứng giữa. Không đặt để xong đấy để mời bà con đứng. Ấy ấy vừa lại những cặp đứng ở đứng dưới ở trên này. Đứng trên này đi. Mấy anh chị nên chúng ta chụp hình lưu niệm luôn. Nó ủa bọn này sao cặp nào cũng được. Giờ anh chị đã nhường cho cặp của Alex và Lisa. Rồi. Rồi, giờ chúng ta mấy anh chị mấy chị mình chụp hình lưu niệm. Mấy anh chị nào không có giải chúng ta cũng nên chụp hình lưu niệm chứ. Cho nó một tấm hình này đã. Cho nên ok, tấm hình này trước. One. Không thấy chị. Giờ lên, giờ tiếp tục. Rồi, giao phòng chủ lên chứ, mà biết cái gì chứ. Rồi. Ủa, chụp có một cái. Nhiều cái, bấm bấm. Từ từ. Cái này quá. Từ từ. Rồi. 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 Rồi, cảm ơn. Thank you. Và Tina rất cảm ơn sự tham gia đóng góp của các anh chị để làm cho cái lớp cái này gọi cái lớp Tina cũng không thấy đúng đâu, mà chúng ta phải gọi là cái lớp thì nó hay hơn, cái nghĩa hơn. Sinh hoạt của chúng ta có nhiều nét phong phú hơn. Và nhớ tuần tới Tina sẽ mời các anh chị ra miền Bắc ăn món bún rêu, nhưng mà nó không có liêu xiêu đâu, mà nó ăn vô nó sẽ nồng nàn cái tình cảm của chúng ta. Và sau đây tôi là một lần nữa xin chúc các anh chị Happy Valentine Day. Và nhớ nhé, tối mai hãy hôn em thật nhiều và hãy ôm em thật chặt nha các anh nhé.